Quang Linh Vlog là ai? Tiểu sử và hành trình lan tỏa yêu thương của chàng trai xứ nghệ ở mảnh đất lục địa đen như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Quang Linh Vlog tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Anh là một trong những YouTuber nổi tiếng nhất hiện nay. Quang Linh Vlog được nhiều người mến mộ vì những hành động thiện nguyện mà anh cùng nhóm bạn người Việt đang làm tại vùng đất nghèo ở nước Angola xa xôi. Quang Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở vùng quê nghèo tỉnh Nghệ An. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh quyết định đi xuất khẩu lao động và lựa chọn Angola, một vùng đất xa lạ ở châu Phi để lập nghiệp. Ở nơi đất khách quê người, chàng trai Quang Linh ở tuổi đôi mươi bắt đầu công việc của một người phụ hồ sau đó làm nước đá để kiếm sống với biết bao cực nhọc vất vả và nỗi nhớ quê già giết. Cuối năm 2018, YouTuber Quang Linh kinh doanh thêm các sản phẩm giày dép, quần áo và bắt đầu tập tành làm YouTuber. Anh chia sẻ mục đích ban đầu khi quay video chỉ để giải trí sau một ngày cực nhọc các video của anh thường xoay quanh cuộc sống đời thường ở châu Phi hay cảnh chơi đùa cùng các em bé nơi đây. Ngoài ra, Quang Linh cùng nhóm bạn còn làm các video lan tỏa văn hóa Việt Nam với người dân bản địa. Quang Linh và nhóm bạn đã hỗ trợ người dân nơi đây làm nông nghiệp, phát gạo từ thiện, xây nhà tình thương, xây trường học, giúp họ cải thiện cuộc sống khiến kênh Quang Linh Vlog ngày càng được nhiều người biết đến. Chỉ sau một năm, kênh YouTube do Linh phát triển đã đạt nút vàng với hơn một triệu 10 đăng ký. Hiện tại, kênh YouTube Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi có hơn 3,5 triệu lượt đăng ký, tăng tải hơn 1.000 video và hơn 1 tỷ lượt xem video. Sau hơn 3 năm lập kênh YouTube, Quang Linh Vlog đã đem đến cho nhiều người xem những video đầy ý nghĩa tại châu Phi. Nhiều người dân Việt Nam cảm thấy bất ngờ khi có nhiều bạn trẻ tại Angola bắt đầu học tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai. Quang Linh vào từng đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng trang trại nông sản lớn nhất vùng Angola. Anh cho biết tất cả lợi nhuận thu được từ trang trại sẽ dùng làm từ thiện hết giúp bà con châu Phi bớt cơ cực. Với những hành động thiện nguyện đáng quý, Quang Linh Vlog và nhóm bạn của mình đã lọt vào danh sách những nhân vật truyền cảm hứng lễ trao giải uy cho CEO năm 2020. Trong thời gian về nước, nam YouTuber liên tục xuất hiện trên các bản tin truyền hình VTV. Không chỉ sở hai kênh YouTube triệu view, khi vừa về nước dịp Tết Nguyên đán vừa qua, YouTuber quê Nghệ An còn đắt show quảng cáo, tham gia các chương trình truyền hình. Chính vì thế, trên mạng xã hội xuất hiện không ít lời đồn thổi về thu nhập của Quang Linh. Quang Linh từng chia sẻ doanh thu từ YouTube của anh, mỗi tháng trung bình từ 20 đến 35 triệu đồng, chỉ đủ để trả lương cho các anh em da đen, tiền ăn uống, tiền nhà, dạy cho người dân học làm nông nghiệp và hỗ trợ nhiều trẻ. Em được đến trường đi học ngoài ra anh còn kinh doanh quần áo giày dép và nhận quảng cáo cho các nhãn hàng mới đây anh còn được bổ nhiệm giữ vị trí phó chủ tịch của một công ty cổ phần phân phối độc quyền nước hoa tại việt nam cùng với hoa hậu thủy tiên chuyện tình cảm của chàng trai quê nghệ an và nàng hậu thủy tiên được dân tình đặc biệt chú ý sau chuyến từ tiện tại châu phi năm 2022 hoa hậu nguyễn thúc thủy tiên đã bay tới angola để thực hiện công việc từ thiện quang linh đã tự mình làm biển tên để đón cô Hành trình làm thiện nguyện tại Angola của Hoa hậu Thủy Tiên luôn có sự đồng hành của Quang Linh. Cặp đôi liên tục có những cử chỉ dễ thương khiến cộng đồng mạng thi nhau ghép đôi cho hai người. Thậm chí, Quang Linh còn lập kênh tiktok và chỉ theo dõi duy nhất tài khoản của Hoa hậu Thủy Tiên. Dù cả hai người chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ nhưng cư dân mạng vẫn mong muốn đẩy thuyền để hai người tiến xa hơn. Vào đầu năm 2022, Quang Linh bất ngờ đăng tải bức ảnh mặc áo dài tại Nghệ An cùng trạng thái làm cái lê an hỏi nhẹ khiến fan hâm mộ nghĩ rằng anh chàng sắp lấy vợ và đua nhau bình luận chúc mừng. Tuy nhiên, theo thông tin nhận được thì anh chỉ đang tham gia một chương trình test do đài truyền hình kỹ thuật số VTC sản xuất mà thôi. Ba mẹ Quang Linh hiện đang sinh sống ở Nghệ An, gia đình anh có ba người con hai trai, một gái. Trong đó, Linh là con thứ hai trong gia đình. Hàng ngày mẹ anh bà Liễu bán đồ ăn sáng ngay tại nhà. Ba anh là ông Phạm Văn Quý làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Được biết, hiện tại ông cũng đang làm việc tại Angola.